Em xin chào tất cả mọi người. Em xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm. Đấy là bơm dầu động cơ của DU Gencha. Hàng được nhập khẩu từ nhà máy GM của Hàn Quốc. Đây là mã phụ tùng của nó là 25182606. Tiếp sau đó em sẽ mở ra cho các bác coi chi tiết bên trong của sản phẩm. Phía bên trong của nó được bọc bởi một cái loại ni lông chuyên dụng của hãng GM, rất là dai, bền chắc. Đây, các bác nhìn theo bên trong của nó ấy. Hàng xịn, chi tiết của nó rất là sắc nét. Đây là biểu tượng logo của hãng DU. Các chỗ vắt ốc đến đường gioăng của nó rất là sáng bóng, chuẩn sắc nét luôn. Mọi góc cạnh của nó đúng theo tiêu chuẩn hàng theo xe, nó sẽ dập số, và hàng GM nó cũng thế, như anh em kỹ thuật hay gọi là thông số đấy, kỹ thuật đấy, cái mã hiệu ấy. Đây ạ, rồi ạ. Anh em nhìn thấy chưa, mặt trước mặt sau của nó này, rất là đẹp. Em xin cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc thì liên hệ với em theo số điện thoại là 076 9086 333. Hỗ trợ kiểm tra, lắp đặt, thay thế, sửa chữa tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Em xin chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.